Bật lửa Zippo 28.646 like du he chôm. Bật lửa Zippo 28.646 du he chôm có một kỹ thuật trải sức độc đáo, tạo ra một kết cấu ngang tinh tế ở phía trước của sản phẩm. Thuộc dòng Zippo Classic, phiên bản 28.646 được ưu ái khi sở hữu họa tiết đường kẻ nam tính với hai màu sắc sang trọng xám và vàng. Mẫu du he chôm được tạo ra vào năm 1933 và vẫn duy trì là mẫu bật lửa phổ biến nhất của Zippo. Các mặt của bật lửa được đánh bóng đến một kết thúc hoàn hảo nhằm tăng thêm độ tương phản. Sản phẩm cực kỳ phù hợp với phái mạnh. Hãy cùng Ambe tìm hiểu chi tiết chiếc bật lửa độc đáo này qua video dưới đây nhé! Thiết kế độc đáo của Zippo 28.646. Ấn tượng đầu tiên là từng đường nét nổi trên vỏ mặt trước Zippo được hãng gia công tỉ mỉ. Nó được lấy cảm hứng từ hình ảnh mã vạch chúng ta thường thấy trên bao bì sản phẩm. Đây cũng là nghệ thuật sóng đôi nổi tiếng của hãng, được áp dụng cho nhiều dòng khác nhau. Sự cộng hưởng giữa hai gam màu xám trắng và mạ vàng tăng thêm độ sang trọng. Hình ảnh logo Zippo được hãng tinh tế đặt lên góc dưới bên phải của bật lửa, khẳng định đây là chiếc bật lửa chính hãng chuẩn Hoa Kỳ 100%. Hộp quẹt Zippo 28.646 chất lượng. Bật lửa được gia công với chất liệu thép cao cấp cực kỳ bền, chống oxy hóa, ruột bạc mạ chôm không gỉ chịu nhiệt tốt, đem đến cho người dùng những trải nghiệm hoàn hảo. Đá lửa nhạy bén, mang đến ngọn lửa một cách nhanh chóng, rút ngắn thời gian châm lửa hơn so với các phiên bản trước đây. Buồng đốt thuộc dòng đời số mới, được hãng nâng cấp lên 16 lỗ với 8 lỗ mỗi bên, cung cấp đủ oxy liên tục giúp ngọn lửa cháy đều. Đặc biệt, dù thuộc dòng phổ thông, nhưng phiên bản 28.646 không hề cho thấy sự kém cạnh khi hoạt động trong môi trường gió lớn. Bạn có thể tự tin đem em này bên mình, chinh phục mọi cuộc hành trình. Khả năng trữ xăng lên đến 15 ngày sử dụng, hoặc có thể hơn thế nữa. Tuy nhiên, Ambe khuyên bạn châm xăng tối thiểu 7 ngày một lần để các bộ phận phát huy tối đa công năng. Trong quá trình sử dụng, em này cũng đem đến cho người dùng âm thanh vô cùng bắt tay, với tiếng click trong ngân vang và tiếng đóng nắp dứt khoát, mạnh mẽ hứa hẹn đốn gục các anh chàng đam mê lửa. Hộp quẹt Zippo 28.646 chuẩn Mỹ. Mặt sau bạc bóng không họa tiết bền màu đem đến vẻ lịch lãm sang trọng, nó còn đẹp hơn khi bạn khắc họa tiết ý nghĩa cho riêng mình. Đặc biệt, khi khắc laser sẽ cho họa tiết nổi bật và rõ nét, tôn lên cá tính người sở hữu. Zippo 28.646 có một đáy lõm đời số phủ lớp mạ chôm bóng nam tính. Năm sản xuất bật lửa sẽ là ngẫu nhiên trong quá trình mua hàng, quý khách lưu ý. Ambe giao hàng toàn quốc, cam kết cung cấp Zippo chính hãng chuẩn USA. Bật lửa được đặt trong hộp giấy cao cấp chính hãng, bên trong đính kèm lớp nhung êm ái ôm chặt Zippo, bảo vệ trong quá trình vận chuyển nên quý khách có thể yên tâm. Ngoài ra, còn có bộ giấy tờ hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn của hãng. Với vẻ ngoài đơn giản cùng với mức giá tuyệt vời, Zippo 28.646 là sự lựa chọn thông minh, phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi phong cách và mọi thời điểm. Trên đây là chi tiết chiếc bật lửa độc đáo Zippo 28.646. Quý khách có thể đặt hàng qua website của Ambe hoặc liên hệ trực tiếp nếu cần hỗ trợ tư vấn nhé. Ambe luôn sẵn lòng giúp quý khách lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé!